Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin kính chào và nghe lời của Chúa. Chúng ta sẵn sàng để nghe lời. Amen. Amen. Lời của Chúa là ngọn đèn. Cho chân tôi là ánh sáng cho đường lối tôi. Nhờ lời của Chúa mà chúng ta phải bước đi như thế nào. Amen. Nếu không có lời Chúa gì chúng ta biết phải làm sao. Bây giờ tôi sẽ đọc đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 5. Từ câu 17 đến cho đến câu số 20. Đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ Kinh Luật và Kinh Tiên Tri. Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Vì thật ta bảo với các con, cho đến khi trời đất qua đi thì 1.1 nét trong Kinh Luật cũng không qua đi, cho đến chừng tất cả được thành tựu. Vì nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta đã cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các giáo sư kinh luật và người Pharisee, thì các con không thể vào nước thiên đàng được. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vừa rồi chúng ta học bài gì chúng ta nhớ không ạ? Có ai nhớ không? Con người hoàn hảo đúng không ạ? Con người hoàn hảo nó về Chúa Giêsu. Càng thêm sự khôn ngoan, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Amen. Chúa Giêsu là một tấm gương vô cùng nhiều khi để chúng ta có thể noi theo. Và bây giờ thì chúng ta nhìn xem trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có đề tài đó là Chúa Giêsu hoàn thành lời đại chiến. Amen. Chúa Giêsu hoàn thành lời đại chiến. Cảm ơn Chúa, những gì mà đã chép về Chúa Giêsu thì Ngài đến và hoàn thành hết. Amen. 1.1 nét không sai. Amen. 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 Và cảm ơn Chúa, chính đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúa nói rằng vì chính Chúa đã nâng tạng phụ tôi, Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật là diệu kỳ. Linh hồn tôi biết rõ lắm. Xương cốt tôi không giấu được Chúa. Khi tôi được tạo nên nơi bí ẩn, được ghép thành một cách tinh vi nơi sâu của đất, mắt Chúa thấy thể đất vô hình của tôi, tất cả các ngài định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngài ấy. Số các ngài định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu của chúng ta. Những gì chép về Ngài thì Ngài hoàn thành. Amen. Amen. Và chúng ta là người được gọi là con Đức Chúa Trời, được gọi là môn đệ của Chúa Cứu Thế Giêsu, là em của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài là anh cả giữa vòng anh chị em. Amen. 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 Như vậy thì Chúa nói là các Ngài đã định cho tôi, đã ghi vào sổ của Chúa từ khi chưa có ngày nào. Amen. Amen. Có nghĩa là Ngài đã chọn chúng ta trước buổi sáng thế. Ngài đã chọn chúng ta rồi. Và Phaolô ông nói rằng là Chúa chọn tôi trong lòng mẹ tôi không ạ? Amen. Và khi ông biết điều đó thì Chúa lấy âm điện gọi thôi, mà tôi không bàn với thịt và huyết. Amen. Amen. Như vậy là mỗi một người phục vụ Đức Chúa Trời thì họ có dựa theo lời của Đức Chúa Trời, những gì mà Ngài đã chép cho họ, những gì mà Ngài đã định cho họ thì họ sẽ hoàn thành. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có phúc tin của Đức Chúa Trời là đấng mà Ngài nói rằng là Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và Ngài sẽ tài tỏ cho chúng ta những việc sắp xảy đến. Amen. Amen. Như vậy qua phúc tin của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể trở thành những con người
làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ý Cha sẽ được nên trên đời sống của chúng ta. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống chúng ta từng ngày một đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đúng theo những gì mà Đức Chúa Trời đã chép cho chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu nói rằng đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri. Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Amen. Amen. À, chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu Ngài không bác bỏ những gì mà kinh luật và kinh tiên tri đã chép về Ngài. Chúa Giêsu đã nói rằng là kinh thánh đã chép về ta. Amen. Amen. Kinh thánh đã chép về ta. Không phải là đọc kinh thánh mà được sự sống ra đời, nhưng mà kinh thánh đã chép về ta và Chúa Giêsu mới đã ban sự sống đời đời cho những người tin cậy nơi Ngài. Amen. Amen. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến không phải hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, nhưng mà Chúa Giêsu đến để hoàn thành. Có nghĩa là chúng ta biết rõ những cái gì nói về Chúa Giêsu. Khi Adam Eva phạm tội thì lời hứa của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 thì nó là dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày, còn mày thì cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ là ai? Là Chúa Giêsu đúng không? Mà tại sao gọi là dòng dõi người nữ? Khi chúng ta xem gia phả thì chúng ta thấy rằng là Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Nhưng mà đến cái chỗ này của Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16 đó là Gia-cốp sinh ra Joseph là chồng của Mary và Mary sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chứ không phải là Joseph sinh Chúa Giê-xu. Theo như gia phả là phải đàn ông sinh ra con, bởi vì đó là cái dòng dõi. Nhưng mà Chúa Giê-xu sinh ra là bởi Mary chứ không phải bởi Joseph. Amen. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng là ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Có nghĩa là Ngài đến, những gì chép về Ngài đều được ứng nghiệm hoàn toàn một chấm một nét không sai. Amen. Amen. Và Esai thì nói rất nhiều về Chúa Giêsu, về Chúa Giêsu giáng sinh, về Chúa Giêsu chịu khổ, phải không ạ? Ngài chết, Ngài sống lại đều ghi chép rất nhiều trong các lời tiên tri. Amen. Và trong kinh luật của Mô-sê thì chúng ta biết được rằng những cái gì về đền tạm thì cũng nói lên là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là kinh luật là phẩm, nhưng mà tăng ước nó là hình, phải không ạ? Tăng cử ước nói về cái bóng của Chúa Giê-xu, nhưng mà tăng ước thì nói về Chúa Giê-xu cách rất rõ ràng. Và Chúa Giê-xu hiện thân đến là một con người thật sự rõ ràng, và Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài đã cho và là Ngài đã sống lại như thế nào, thì các lời tiên tri đã chép đều được ứng nghiệm cách hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Esai làm biết câu đang nói rằng là có một con trẻ sinh cho chúng ta, Ngài là đấng lạ lùng, là đấng vương lượng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Có ứng nghiệm trong Chúa Giêsu không? Rất là ứng nghiệm, rất là rõ ràng trong Chúa Giêsu. Esai 5:3 nói về cái sự chịu khổ của Chúa Giêsu, chịu chết của Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành, chúng ta được bình an, chúng ta được cứu, chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Như vậy thì Chúa Giêsu đến, Ngài hoàn thành những lời tiên tri, những lời mà kinh luật đã chép về chính Ngài. Amen. Ngài không phải hủy bỏ, nhưng mà Ngài hoàn thành mọi lời. Amen. Và chúng ta thấy rằng là xem lại những cái lời tiên tri mà đã chép về Chúa Giêsu, giống như là Mi-chê cũng nói rằng là tại Rama đó người ta sẽ khóc về con của mình, bởi vì Herod đã giết những đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những đứa trẻ này chết vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tất cả những cái gì đều được ứng nghiệm hoàn toàn. Cuộc đời của Chúa Giê-xu như một cái chỗ. Amen. Thế sao vì một của nó nói rằng là thằng của Chúa ngự trên cái nhà là thằng khôn ngoan, thông sáng, mưu con, mạnh tức, thằng hiểu biết mà kính sợ Đức Chúa Trời đều được ứng nghiệm hoàn toàn. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong Chúa Giêsu và hướng dẫn cuộc đời của Ngài. Và Chúa Giêsu văn phục cho đến chết, thậm chí chết đến cái thập tự, đều được ứng nghiệm hoàn toàn.
nên cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Vì thật tôi bảo với các con, cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong kinh luật cũng không qua đi, cho đến chừng tất cả được thành tựu. Amen. Sự chết của Chúa Giêsu, sự cứu của Chúa Giêsu, sự sống lại và Ngài đã thăng thiên về trời, có nghĩa là Ngài hoàn thành chương trình cứu rỗi cho loài người một cách quá diệu kỳ. Amen. Ngài đã tất cả đều được thành tựu. Và Kinh Thánh ghi rằng là có Ê-phê-sô đoạn 3 nói về, nói rằng là đây là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà đã giấu kín từ những thời kỳ trước, cho đến bây giờ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ qua các tiên tri, các sứ đồ. Amen. Và sự mầu nhiệm đó là gì? Đó là Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến và đã chết và đã được sống lại hầu cho người Do Thái và cả người Hy Lạp, cả dân loại trở thành một thân và đồng hưởng lời Chúa hứa. Amen. 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 Và từ đường 3 câu 16 nói rằng là đó là một cái sự mầu nhiệm mà qua hội thánh của Chúa bày tỏ sự khôn ngoan mọi đường của Chúa Trời. Amen. Qua hội thánh của Chúa, khi hội thánh của Chúa nhận lãnh Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, hội thánh của Chúa trở thành con của Đức Chúa Trời và mặc lấy thánh linh của Đức Chúa Trời để rao giảng phúc âm trong năm quyền. Tuổi quỷ chữa lành bệnh tật và làm nhiều phép lạ lớn lao vô cùng. Và Satan cùng quỷ sứ nó không ngờ là những con người nô lệ cho chính mình mà trở thành là ông chủ của mình rồi. Amen. Bây giờ ngày xưa là nô lệ cho Satan, bây giờ đuổi Satan, đuổi các tà môn, chữa lành mọi bệnh tật. Và đây nó là sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy điều này báo lên cái sự toàn tri của Đức Chúa Trời quá lớn lao, quá tuyệt vời. Amen. Suốt 4000 năm theo Gia Phả thì người ta tính là khoảng 4000 năm từ khi Adam thứ nhất cho đến Adam cuối cùng, đó là khoảng 4000 năm mà Đức Chúa Trời có một chương trình hoạch định và những lời tiên tri, những lời trong kinh luật nói về Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đến hoàn thành tất cả và một chấm một nét không xa chúng ta. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Vì thế anh hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều khác này và dạy cho người ta làm như thế thì người ấy là nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết được là khi Chúa Giêsu đến thì Giăng Báp-tít đã giảng về thiên đàng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Amen. Đó là đoạn 3 câu 2 của Ma-thi-ơ. Nhưng mà qua đoạn 4 câu 17 thì Chúa Giêsu cũng tiếp tục giảng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Amen. Và Chúa nói rằng là cái người nhỏ nhất trong nước thiên đàng thì sao cũng lớn hơn dân tộc. Amen. Chúng ta biết rằng dân tộc biết chết trước Chúa Giêsu. Dân tộc biết không kinh nghiệm sự chết sự sống lại của Chúa Giêsu và dân tộc biết thật sự nó vẫn còn ở trong cửa bước. Có nghĩa là chưa có giá cứu chuộc, chưa thấy giá cứu chuộc. Đúng không ạ? Nên là ông là một tiên tri rất lớn, nhưng mà phải nói rằng là Chúa Giêsu chưa chết, có nghĩa là chưa có giá cứu chuộc trong đời sống của ông đã chết trước Chúa Giêsu rồi. Amen. Nhưng mà những người phía sau Chúa Giêsu là được vào thiên đàng, ăn năn tội lỗi thì được vào thiên đàng. Amen. Và người nhỏ nhất trong thiên đàng còn lớn hơn ông ta. Như vậy quý bạn chị em có thấy vui sướng rằng là chúng ta ở trong thời âm điển không? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu của chúng ta không phải là làm trọn luật pháp, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta hoàn thành tất cả những lời tiên tri và những lời kinh luật đã chép về chính Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta cần phải thấu hiểu. Chúng ta có thể đọc qua Ma-thi-ơ đoạn 5 rất nhiều lần. Chúng ta có thể đọc qua cái đoạn Kinh Thánh này. Nhưng mà nếu chúng ta không thấu hiểu rõ ràng thì chúng ta sẽ sao? Dễ dàng dạy người ta như vậy bớt đi những gì mà lời Chúa đã chép
Và giả dọ như thế thì chúng ta trở thành nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Có ai muốn nhỏ nhất trên nước thiên đàng không? Vào thiên đàng rồi, đúng không ạ? Những người tin nhận Chúa Giêsu, những người được tái sanh là những người đã bước vào trong thiên đàng rồi. Có phải vậy không? Nếu người không tái sanh thì không thể thấy thiên đàng. Nếu không nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không vào thiên đàng được. Amen. Thế chi sanh đổi xác thịt là xác thịt, thế chi sanh đổi thánh linh là không. Amen. Nói với các người, gió thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu mà đi đâu. Người nào sinh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Amen. Chúng ta không thấy gió, nhưng mà chúng ta biết có gió bởi vì mọi vật nó rung lên, nó hoạt động lên. Bởi vậy không ạ? Chúng ta không thấy Thánh Linh, nhưng mà chúng ta thấy cái người mà được tái sanh đó khác thường. Yêu Chúa, phục vụ Chúa, yêu mến lời của Ngài, nghiên cứu lời của Ngài, sống cho lời của Ngài. Đó là những người được tái sanh. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta cần phải thấu hiểu lời của Chúa. Chúa muốn chúng ta cần phải thấu hiểu về Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta có nhớ rằng Chúa Giêsu nói gì về chứng nhận? Khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ làm chứng về ta. Amen. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải thấu hiểu được chính Chúa Giêsu, hiểu rất là rõ và giảng cho người khác, chứ không phải hiểu một cách mập mờ để giảng cho người khác. Như vậy thì chúng ta trở nên nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Nếu mà chúng ta hiểu thấu và chúng ta có thể giảng đúng đắn thì chúng ta là người lớn trong nước thiên đàng. Amen. Tôi tin chắc rằng chúng ta cũng muốn là người lớn nhất trong nước thiên đàng, hay là một người lớn trong nước thiên đàng, chẳng ai muốn nhỏ, đúng không ạ? Vào trong thiên đàng rồi, anh chị em đã vào thiên đàng chưa? Có nhìn xem mình là người lớn trong nước thiên đàng hay là một người nhỏ trong nước thiên đàng? Người lớn là người như thế nào? Chúa Giêsu càng thêm sự khôn ngoan, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng loài người. Amen. Quý bà anh chị em có lớn chưa? Amen. Lớn chưa ạ? Nhiều lúc nghĩ tiêu cực mình là người nhỏ bé, chúng ta nghĩ tiêu cực mình không ra gì đó. Phải vậy không? Nhưng mà người lớn đó là người thấy rõ. Amen. Là người mọi người thấy rõ chúng ta là người trở thành, là người lớn trong nước thiên đàng, là người giảng dạy cho người khác, là người mà thật sự đã nhận cho chính đời sống của mình, hiểu biết rõ về Chúa Cứu Thế Giêsu là ai và như thế nào, thì chúng ta sẽ giảng dạy một cách rất là tốt đẹp để trở thành người lớn trong nước thiên đàng. Amen. Amen. Ở đây Kinh Thánh ghi là nếu mà chúng ta bất đi thì chúng ta trở thành người nhỏ nhất trong nước thiên đàng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết và chúng ta giảng dạy một cách đầy đủ, trở thành người lớn trong nước thiên đàng. Không nói lớn nhất, nhưng mà người lớn trong nước thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta giống như Chúa Giêsu phải trưởng thành. Càng thêm sự khôn ngoan, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người. Thì như vậy chúng ta mới gọi là người trưởng thành, mới gọi là người lớn. Chứ không phải mình làm trẻ con, không phải là mình là con đỏ mặt, nhưng mà chúng ta phải lớn. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì ta nói với các con, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các giáo sư kinh luật và người Pharisee thì các con không thể vào nước thiên đàng được. Ở đây Chúa phân tích cho chúng ta thấy rõ cái sự công chính của thời hữu ước, của người Pharisee và những thầy giải luật, và cái sự công chính của những người đi theo Chúa Giêsu, những người tin Chúa Giêsu hoàn toàn khác nhau. Chúng ta biết khác cái gì không? Cựu ước thì người ta phải dâng tế lễ thiêu, tế lễ chuộc tội, nhiều cái tế lễ đó. Và họ dùng huyết, dùng huyết để rải trên bàn thờ, rải trên trang sự, rải trên đền thờ để thanh hóa, để thanh tẩy. Và Kinh Thánh nói rằng là huyết của bỏ được cái là chia con
chỉ che đậy tội lỗi mà thôi. Không hết tội. Mỗi năm thì cái lễ phải bằng nó chiết thắng một lần để giải quyết, để làm lễ chuộc tội cho dân sự của Chúa. Họ cũng được xưng công chính, nhưng mà bằng huyết của bò đực hay là chiên con. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài hoàn thành tất cả những gì đã chép về Ngài. Amen. Ngài hoàn thành. Mà cái điều mà chúng ta nhìn nhận và nhìn thấy được Ngài hoàn thành về sự giáng sinh, đó là quá nhiều kỳ rồi, đúng không ạ? Ngài hoàn thành cái chức vụ của Ngài giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ lớn lắm. Thánh Linh đậu trên Ngài, đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Amen. Thì điều đó chúng ta thấy rất là tuyệt vời, phải không? Amen. Nhưng mà Ngài hoàn thành có nghĩa là Ngài hoàn hảo trong sự thống khổ. Amen. Và Ngài trở nên của lễ không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng lớn lao và vô cùng tuyệt vời để đem cái sự công chính cho chúng ta. Các bạn phải không? Đức Chúa Trời đã khiến Đấng chẳng biết tội lỗi ra đến tội lỗi vì chúng ta, và trong Chúa cứ thế Giêsu chúng ta được tuyên xưng công chính. Trong Chúa cứ thế Giêsu chúng ta được tuyên xưng công chính, bởi vì Ngài chết cho chúng ta, Ngài đền tội chết cho chúng ta, và huyết đó là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dân thân thể không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực mô phạm hơn, rửa sạch lương tâm anh chị em ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sáng. Em ra làm chi công việc không? Huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dân thân thể không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi ở trên thập tự giá, cái việc đắc tớ trong đời sống của Chúa Giêsu, Ngài trở nên hoàn hảo và không phạm tội. Ngài không rên la, không than thở. Nhưng mà Ngài như chiến con dẫn đến hàng là tiệt, như chiến công trước mặt kẻ hớt con, Ngài không mở miệng. Có đấng nào trong thế gian này có thể tuyên xưng quý vị là công chính không? Tất cả những sự công bình của những người ở thế gian này, Chúa nói là giới chiến thắng nhớ trước mặt Ngài. Bởi vì thế giới này ai cũng phạm tội hết á. Mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên không có một của lễ nào trở thành một của lễ không tìm kiếm cho Đức Chúa Trời được. Mà cái sự mua chuộc, cái sự tha tội phải là của lễ không tìm kiếm. Amen. Amen. Phải là của lễ không tìm kiếm cho Đức Chúa Trời. Của lễ trong cái phần cựu ước, những con chim, những con bò đem dâng lên cho Đức Chúa Trời cũng không tỳ vết, nhưng mà nó là con vật tạm thời, Ngài tạm thời cho sử dụng để che đậy tội lỗi của họ mà thôi. Amen. Amen. Nhưng mà huyết của Chúa Giêsu mới thật sự rửa sạch lương tâm ra khỏi những công việc nhân để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta nhớ điều này. Khi chúng ta ở trong tội lỗi, chúng ta ở trong vương quốc của sự chết, và Satan là kẻ cầm quyền vương quốc sự chết. Chúa Giêsu đến, Ngài ở trong vương quốc của sự sống, Ngài đem con người từ chết qua sông. Ai tin ta, ai nghe lời ta mà tin đắc đã xét ta thì được sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Mà muốn vượt khỏi sự chết mà vào sự sống thì cái chính giữa đây phải có một của lễ không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Amen. Phải có của lễ không tỳ vết cho Đức Chúa Trời để có thể vượt khỏi sự chết mà vào sự sống, vượt khỏi vương quốc của Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài nói là Ngài không phá vỡ luật pháp
và lời tiên tri, nhưng mà Ngài đến để hoàn thành. Amen. Amen. Mà phải nói cái chữ hoàn thành đây, thật sự phải nói là rất là khó lắm. Anh chị em có thể hoàn thành những gì đã chết về mình không? Nếu lời của Chúa Giêsu đã phát dạy anh chị em, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình và liều mình bắt thập tự giá mình mà theo ta. Ai không từ bỏ cha mẹ, anh chị em, đất ruộng nhà cửa mà theo ta thì con xứng đáng làm môn đệ ta. Anh chị em có hoàn thành không? Sẵn sàng hoàn thành không? Hãy hỏi người bên phải mình là bạn có muốn hoàn thành lời của Chúa đã chết vì bạn? Hãy hỏi người bên trái đi. Có không chị em? Chúa Giêsu là một con người. Hebrew đoạn 2 câu 14 nói rằng là chúng ta có thịt và huyết thì Ngài cũng có phần vào đó. Amen. Nên khi Ngài chết thì Ngài hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Quỷ vương là kẻ cầm quyền của sự chết thì Ngài chết để hủy diệt nó. Ngài biết không có con người nào trong thế gian này mà chết mà hủy diệt được kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Bởi vì quỷ vương có quyền lực, quỷ vương rất là mạnh, và tất cả những con người trong thế gian này đều là tội nhân, đều là nô lệ cho quỷ vương, thì không ai có thể trừ diệt được quỷ vương cả. Không ai có thể nào một kẻ nô lệ mà dám đánh một hạ gục một cái ông chủ mà quyền lực, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu làm được điều đó. Bởi vì sao? Ngài không ở dưới, không nô lệ cho quỷ vương, nhưng mà Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài trên quyền quỷ vương. Đến Ngài chết, Ngài hủy diệt cả cầm quyền của sự chết là quỷ vương. Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Bây giờ quỷ vương chẳng có quyền gì nữa cả. Không còn quyền gì nữa cả. Bây giờ nó có, chỉ có một cái quyền là gì chúng ta biết không? Chỉ có quyền nói dối, lừa dối thôi. Chúng ta biết hết, biết mưu chúa của ma quỷ. Chúng ta hãy nói đi, tranh đi, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống cả ma quỷ, nó sẽ xa lánh anh chị em. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay có nghĩa là được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu, được thanh tẩy những gì hai chết trong đời sống của chúng ta rồi, và chúng ta trở thành một con người thánh của Đức Chúa Trời, trở thành con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải chống trả quyền của chúng ta. Đừng để nó làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, đừng để nó có cơ hội để bước vào cuộc đời của chúng ta nữa. Hãy đuổi nó bất cứ lúc nào, và hãy nhảy đến với Thánh Linh, hãy nhờ cả Thánh Linh để chúng ta nhận biết cảm giác thuộc linh. Chúng ta đánh đạo có phải bởi thịt và huyết, nhưng mà cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian mà tôi cùng cách thân giữa các miệng ở trên trời. Amen. Chúng ta đánh trời biết bao nhiêu tài linh ở dưới đất này, tấn công nào là bệnh tật, nào là ô uế, nào là gian ác, nào là dối trá, nào là cái xác thịt của chúng ta gian dâm ô uế, luôn tù thờ tượng, phù phép, tù quán, trong đóng ghét, tất cả mọi thứ đó bằng bản chất từ Satan. Nên Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-si đó là người giống cha mình, đó là quỷ vương. Amen. Bởi vì con người dằn thấp trong sự chết, con người nô lệ cho quỷ vương, nên con người có bản chất của quỷ vương, là người là dấu trang hơn mọi vật và xấu xa không ai biết được. Amen. Chỉ có Đức Chúa Trời nhìn thấy, Đức Chúa Trời biết rõ mọi điều trong lòng người. Nhưng mà Chúa Giêsu đến giống như con người của chúng ta, giống như thịt và huyết của chúng ta, và câu 16, 17, 18 nói rằng là Ngài giống chúng ta trong mọi sự. Amen. Để rồi làm thầy tế lễ và cảm thông cho chúng ta. Ngài bị cám dỗ nhưng mà Ngài không phạm tội, và Ngài cảm thông chúng ta, Ngài hiểu chúng ta, và chúng ta có một đấng bầu hiểu đến chúng ta để cầu thai cho chúng ta. Amen. Qua chương đương thiên Giêsu chúng ta được rửa sạch lương tâm ra khỏi những công việc chết, và khi Ngài về trời, Ngài ban Thánh Linh đến, và Thánh Linh là đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Đấng đó ở trong anh chị em cũng làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Amen. Có nghĩa là chúng ta được sống lại một con người mới hoàn toàn, cả linh hồn và thân thể được sống lại con người mới, đừng trở lại con người cũ nữa. Amen. Đừng trở lại làm nô lệ cho Satan.
đừng trở lại làm nô lệ cho tội lỗi cho xác thịt của mình nữa. Amen. Hãy sống với Đức Thánh Linh để anh chị em vươn ra khỏi sự chết và vào sự sống. Amen. Luật của Thánh Linh sự sống rồi. Luật của Thánh Linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Sự chết và tội lỗi không đeo bám theo chúng ta được nữa, bởi vì chúng ta theo luật của Thánh Linh sự sống. Bước theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ sống. Theo xác thịt chúng ta chết. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cái sự công bình của chúng ta là được Đức Chúa Trời tuy sinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết cho chúng ta. Amen. Đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Amen. Amen. Có nghĩa là Ngài mang hết tội lỗi chúng ta lên thập tự giá. Ngài mang hết sự bệnh tật, sự rủa thả cho chúng ta, đau buồn của chúng ta. Ngài mang hết cái thập tự giá và Ngài tuyên bố rằng mọi sự đã được rồi. Amen. Amen. Ngài đã kết trọn cho chúng ta rồi và qua đó chúng ta chỉ tin thôi thì chúng ta được tuyên xưng công chứng, có nghĩa là Đức Chúa Trời xóa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, xóa sạch hết và nhìn chúng ta là một người mới sinh bởi Đức Thánh Linh, đã được thánh hóa hoàn toàn, trong sạch hoàn toàn. Amen. Và chúng ta sẽ nhớ câu chuyện mà Chúa Giê-xu nói rằng là một người bị đuổi quỷ ra khỏi và sau đó quỷ trở lại, đúng không? Quỷ trở lại thì sao? Có thấy nhà sạch không? Có thấy nhà sạch không? Có ai ở không? Thì nó làm sao? Nó dẫn thêm bảy quỷ. Như vậy chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta thật sự trở thành một người mà quỷ nó không dám vào? Khi chúng ta được thanh tẩy, khi chúng ta được giải cứu ra khỏi tất cả những gì thuộc về xác thân, chúng ta trở thành một cái bầu da mới rồi, chúng ta được tẩy sạch rồi, thì chúng ta đem tội lỗi vô lại, đúng không? Hay sao? Chắc thì nổi lên lại, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần có lời Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có ân tứ của Thánh Linh. Chúng ta cần trái của Đức Thánh Linh nở rộ và chúng ta đầy dẫy những gì thuộc về thiên đàng, đầy dẫy trong tấm lòng của chúng ta. Khi mà quỷ nó tới thì sao? Nó dẫn thêm bảy quỷ nữa mà, nhưng mà nó không còn nhìn là cái phòng được quét dọn sạch mà không có ai đó. Nhưng mà nó nhìn vào nó thấy bây giờ con người này là con người mới, là đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời, đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đầy dẫy ơn của Đức Chúa Trời, đầy dẫy tất cả những gì thuộc về thiên đàng, thì nó là thôi thì chỗ khác đi, mình làm vô ra được đâu. Amen. Amen. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời, nguyện lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh em, để anh em dư dật mọi điều khôn ngoan. Amen. Amen. Chúng ta đầy dẫy sự khôn ngoan của Chúa, tất cả những cái gì nào là cay đắng, nào là buồn phiền, nào là giận hờn, rồi hận thù, và biết bao nhiêu cái ô uế trong đời sống của chúng ta, hãy cho nó đi ra. Amen. Đi ra, không để một cái điều gì trong đời sống của mình. Rồi tôi gặp một người chị em có cái gì đó ngăn trở cái phước lành, có gì đó ngăn trở những cái lời phục. Mà khi hỏi ra thì cái người chị em này nói là, em là người công giáo, khi em biết những người tin lành, em thần tượng của một người tin lành tốt quá, đúng với tinh thần, phải nói là rất là tuyệt vời. Nhưng mà sao đâu, em thấy cái người đó cũng đứng trước hậu thánh, cũng nói về lời Chúa, nhưng mà phản động ngoại tình, nên em không thể nào tha thứ, không thể nào. Bởi vì tôi nói là cô, bởi vì cô thần tượng người tiến lành quá, thành ra bây giờ cô sụp đổ. Không, bởi vì thần tượng họ quá, bây giờ thấy họ phạm tội rất là sụp đổ luôn, và không chịu tha thứ, và cái sự cay đắng đó mà ngăn trở mọi phước lành đến với cô và đến với dân. Một con người mới,
chúng ta phải tha thứ. Amen. Amen. Chúng ta có một cái quyền làm con của Đức Chúa Trời, là cái quyền tha thứ cho người khác. Amen. 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 Chúng ta có quyền đó không? Có không? Chúa cho chúng ta cái quyền tha thứ cho người khác và yêu thương kẻ thù địch để các ngươi trở thành con của Cha trên trời. Amen. Amen. À, chúng ta nhớ là Chúa Giêsu dạy rất là kỹ từ đoạn 5 của Ma-thi-ơ cho đến đoạn 7. Chúa dạy rất là nhiều về một con người là con Đức Chúa Trời, thấy được Đức Chúa Trời như thế nào và làm thế nào để đúng nghĩa là con của Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là ngôi lời, nhưng mà Ngài cũng trở thành xác thịt ở giữa chúng ta. Và khi Ngài sinh ra, chúng ta kia rằng là con trẻ sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Amen. Con trẻ sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Và Ngài sống một con người thật sự hoàn hảo đối với cha mẹ. Ngài có phục tùng cha mẹ, Ngài hiếu kính cha mẹ. Amen. Đến khi chết trên thập tự giá đó, nhưng mà Ngài cũng phải lo cho người mẹ của mình. Nói với sứ đồ dân rằng là đây là mẹ ngươi, để dân có thể phục vụ người mẹ còn sống của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không? Ngài rất hoàn hảo trong mọi lĩnh vực để chúng ta trở thành những con người nhìn vào tấm gương của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài để lại cho chúng ta một tấm gương để chúng ta noi dấu chân Ngài. Và nhất là cái tấm gương của sự chịu khổ. Amen. Tấm gương của chị chịu khổ, chịu đau đớn mà không phạm tội. Chúng ta nếu có ai làm tổn thương cho chúng ta cay lắm, chúng ta hận thù, chúng ta khó tha thứ. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Ê-tiên thì nói sao? Xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Amen. Amen. Mình phải có tấm lòng của Cha thiết đàng. Mình phải là người tha thứ, mình phải là người yêu thương kẻ thù. Và Chúa nói rõ luật pháp nói rằng hãy yêu thương người lân cận và ghét kẻ thù. Nhưng mà đã nói với các ngươi hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ thắng tốt. Như vậy thì các ngươi mới trở thành con của Cha trên trời. Amen. Nên chúng ta cần phải giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở thành anh cả giữa vòng anh em. Và Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta để làm gì? Ngài biết trước chọn chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con Ngài, để con Ngài trở thành con cả dưới lòng anh chị em. Amen. Như vậy Chúa Giêsu là con cả dưới lòng anh chị em, còn anh chị em là con thứ. Amen. Anh chị em phải giống Chúa Giêsu. Amen. Chúa thế nào chúng ta thì ấy trong thế gian. Amen. Phần 5 câu 48 của Ma-thi-ơ thì Chúa nói rằng trở nên toàn hảo như cha chúng tôi ở trên trời là toàn hảo. Amen. Phải vậy không? Chúng ta làm được không? Nếu chúng ta làm không được thì sao? Lời của Chúa chết cho chúng ta là quá cao đi Phật. Nhưng mà Chúa chết cho chúng ta là chúng ta làm được. Chúa mới chết. Amen. Mà Roma đoạn 8 câu 13 thì nói sao? Nếu anh em sống trên xác thịt thì anh sẽ chết. Nhưng mà nếu anh chị em nhờ Thánh Linh làm chết cái việc làm của xác thịt thì anh chị em sẽ sống. Chúa biết chúng ta có những yếu đuối, nên Ngài ban Thánh Linh tới để giúp đỡ chúng ta, để trợ giúp chúng ta những gì chúng ta không làm được, để Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm được. Và Phaolô nói tôi làm được mọi sự bởi vì Đấng ban thêm sức cho tôi. Ông nói rằng năm lần bị đánh, thiếu một roi này 40, ba lần bị đánh đòn không, nguy trên sông bến, nguy trên cướp giật, nguy với bạn bè, nguy với anh em giải dối, nguy với dân ngoại, nguy với dân mình, đủ mọi điều hết, nhưng mà ông vẫn làm được. Bởi vì lời đã chép, Ananias đã nói với Sao-lơ rằng là ông phải chịu khổ là bao nã, phải không? Chịu khổ vì danh Chúa Giêsu, lời đó đã được báo trước cho Phao-lô. Và ông chịu khổ, ông không than thở gì cả. Amen. Bị đánh, bị đập rất nhiều. Chúa Giêsu đánh có một lần mà, nhưng mà ông bị năm lần như vậy. Anh chị em nghĩ đi. Nhưng mà tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi nói với anh chị em là Chúa Giêsu của chúng ta
Ngài đã chết, Ngài đã hoàn thành những gì các tôi và các tiên tri đã báo trước cho Ngài. Ngài đã hoàn thành, tất cả đều được ứng nghiệm để đem lại cái sự công chính cho chúng ta, là sự công chính trỗi hơn tất cả những gì công chính của người Pharisee và thầy thông giáo. Họ cũng được gọi là xưng công chính, có nghĩa là họ làm theo luật pháp. Sau đó ông nói rằng là tôi có luật pháp thì tôi không chỗ trách được. Bạn phải không? Quá tuyệt vời đó, một người ở dưới luật pháp mà không chỗ trách được là không phải nói là quá tuyệt vời sao? Nhưng mà ông nói là tôi thì bỏ mọi sự xem, mọi sự nhân là sự đổ. Và sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hả? Amen. Ngài là Chúa tôi vì Ngài ly bỏ mọi sự lợi đó. Amen. Amen. Nếu chúng ta bỏ mọi sự lợi của chúng ta trong thế gian, nếu chúng ta từ bỏ tất cả và xem Chúa Jesus là trên hết, quý giá nhất trên cuộc đời của chúng ta, thì tôi tin chắc rằng là Chúa nói rằng ngay đời này các ngươi sẽ nhận lại trăm lần hơn. Amen. Đúng không? Amen. Ai từ bỏ đất ruộng nhà cửa vì ta và lời của ta mà theo ta đó, thì ngay đời này nhận lãnh trăm lần hơn. Amen. Amen. Chúng ta được cả đời này và được cả đời sau nữa. Amen. Thì quá tuyệt vời mà chúng ta không làm được sao? Chúng ta sống công chính có được không? Chúa Giêsu tiên sinh chúng ta là công chính khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tất cả tội lỗi đều được tẩy sạch. Những cái gì hai chết trong đời sống chúng ta đã được tẩy sạch, đã được thánh hóa rồi. Bây giờ chúng ta phải sống một đời sống công chính trước mặt Chúa. Amen. Phải không? Mà nếu sống đời sống công chính, thánh khiết trước mặt Chúa trời, suốt đời mình chẳng sợ hãi gì. Amen. Thế chúng ta không công chính thì chúng ta không có dám dạng công chính, sợ người ta kiện, sợ ma quỷ nó kiện. Để chúng ta sống ô uế, chúng ta không dám dạng thánh khiết được, bởi vì sợ ma quỷ nó kiện. Amen. Nhưng mà nếu chúng ta sống công chính và thánh khiết, amen, thì sao? Suốt đời mình không sợ hãi gì hết. Amen. Như vậy là hoàn toàn được tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Hoàn toàn được tự do trong thánh linh. Chúa thánh linh, Chúa là thánh linh. Thánh linh ở đâu? Ở đó có sự tự do. Amen. Chúng ta phải tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời, không để chúng ta nô lệ cho một cái gì cả. Amen. Không nô lệ cho một cái gì cả. Cả thế giới này chúng ta không nô lệ, không nô lệ cho Satan đã được giải thoát rồi. Amen. Thì chúng ta phải thật sự sống trong sự thánh khiết. Ê-phê-sô 2 câu 24 thì nói sao? 24 câu 24 á, mặc lấy người mới, là người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết và công chính. Amen. Chúng ta là một người mới, chúng ta hãy mặc những cái gì mới vào đó và được tạo dựng trong sự thánh khiết và công chính. Đức Chúa Trời tạo dựng Adam trong sự thánh khiết và công chính. Amen. Amen. Giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và Chúa dựng lên Chúa Giêsu sinh ra trong sự thánh khiết và công chính. Amen. Amen. Và khi chúng ta được tái sanh, khi chúng ta được sống lại để đã tin Chúa Giêsu, thì chúng ta mặc lấy cái sự thánh khiết và công chính. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta không thể nào sống trong sự dơ bẩn. Amen. Amen. Không thể nào sống trong sự dơ bẩn. Chúng ta phải biết mình sống trong sự công chính và thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em có lương lẹo không? Có công bằng với người khác không? Có ăn trộm Chúa không? Nếu mà không đột phòng 10 đang ăn trộm Chúa, không dân cách của dân là ăn trộm Chúa. Như vậy là không phải là thánh khiết công chính. Cái người công chính thì sao anh chị em? Công chính có nghĩa là sao? Mình sống công chính có nghĩa là sao? Khi Chúa Giêsu đến với Giăng Báp-tít để lập phép báp têm, thì Giăng Báp-tít nói rằng là không, tôi ngài phải làm báp têm cho tôi chứ tôi không thể làm báp têm cho ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là chúng ta hãy làm trọn cái việc công chính. Amen. Làm trọn cái việc công chính có nghĩa là những gì mà Đức Chúa Trời phán, những gì Đức Chúa Trời bảo phải làm, hãy làm theo, đó là người công chính của Đức Chúa Trời. Amen. Người sống công chính của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ngài bảo là phải bắt tên là nước là công chính của Đức Chúa Trời, bảo bắt tên là Đức Thánh là công chính của Đức Chúa Trời, phải yêu người nghèo là phải công chính của Đức Chúa Trời không? Phải nhân hiến, phải ban cho đủ mọi điều, cách sống mà đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Amen. Đó là công chính của Đức Chúa Trời. Amen.
Anh chị em được tuyên xưng công chính bởi huyết của Chúa Giêsu. Anh chị em được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài đến để làm trọn, để hoàn thành tất cả những gì đã chép về Ngài. Không phải đơn giản đâu. Phải nói rằng ở trong sự đau thương. Có nhiều anh chị em đã xem cuốn phim mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết ở thập tự giá, nhiều người khóc ròng. Phạm trên phim thôi. Nhưng mà nếu anh chị em thật sự mà được Thánh Linh dẫn dắt vào lẽ thật, về chính Chúa Giêsu từ đầu cho đến cuối, thì anh chị em sẽ cảm động như thế nào vì sự hy sinh của Ngài. Nên Phaolô nói gì? Tôi bị đóng đinh với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Bây giờ tôi sống không phải là tôi nữa. Amen. Có nghĩa là từ bỏ chính mình. Bây giờ tôi sống không phải là tôi nữa. Có nghĩa là tôi, cái tôi của tôi, cái quyền của tôi, cái gì thuộc về tôi, từ bỏ. Từ bỏ. Amen. Chúa sống trong tôi. Amen. Chúa là chủ cuộc đời. Amen. Như vậy mới là thập tự giá. Amen. Như vậy mới là thật sự từ bỏ. Amen. Nếu mà chúng ta mà không nói như Phaolô rằng là bây giờ tôi sống không phải là tôi nữa. Bây giờ tôi sống là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Ngài yêu tôi, Ngài đã chết thay cho tôi, nên tôi sống cho Ngài. Thì đó mới là thật sự là sống trong sự công chính. Amen. Giăng nhất đoạn 3 câu 16 nói rằng là Chúa Giêsu đã chết, đã yêu thương chúng ta, đã chết vì chúng ta thì chúng ta cũng chết cho người khác. Amen. Phải vậy không? Amen. Anh chị em có sẵn sàng chết cho người khác không? Nhưng mà vì chưa công chính không? Chúa dạy chúng ta là phải đi khắp thế giới giảng tin lành cho mọi người. Chúa dạy chúng ta là khi ăn bánh uống chén thì sao? Phải ra sự chết của Chúa cho đến lúc này. Mà chúng ta không làm không phải là công chính không? Công chính có nghĩa là lời Đức Chúa Trời sắp dạy chúng ta điều gì? Hãy làm theo. Mà chính Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài trở thành con người và Ngài trở thành con Đức Chúa Trời thì Ngài cũng phải làm theo bắp tên. Ngài cũng phải đầy dẫy Đức Thánh. Chúng ta thấy điều đó không? Đúng là Ngài không cần đúng không? Vì Ngài là Đức Chúa Trời mà. Ngài không cần. Ngài không cần có đầy dẫy Đức Thánh không? Ngài không cần phải bắp tên. Ngài đâu có tội đâu. Nhưng mà Ngài phải làm bởi vì sự công chính. Ngài phong phục cho đến chết. Amen. Ngài phong phục cho đến chết. Như vậy là Chúa Giêsu hoàn hảo trong sự thống khổ. Chúa Giêsu là một con người hoàn hảo từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và trong chức vụ của Ngài. Ngài rất hoàn hảo, đầy đủ mọi sự. Để chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta khiếm khuyết điều gì. Chúng ta khiếm khuyết điều gì? Chúa Giêsu sống công chính để xưng chúng ta là công chính. Chúa Giêsu chết để chúng ta được sống, thì chúng ta cũng chết để người khác được sống. Yeah. Amen. Amen. Phải vậy không? Tuy vào sống nhưng mà Chúa đưa tôi vào chỗ chết để sự chết ở trong tôi và sự sống cũng bày tỏ qua thân thể tôi. Điều này có nghĩa rằng sự chết ở trong tôi thì sự sống ở trong anh chị em. Amen. Nên chúng ta cần phải chết để người khác được sống. Amen. Nếu chúng ta không chết cái bản ngã sắc thịt của chúng ta thì người khác sẽ không chịu nổi. Amen. Nếu một mục sư không chết thì hội thánh sẽ chết. Nhưng một mục sư chết thì hội thánh sẽ sống. Amen. Amen. Nếu anh em trong gia đình anh em không chết thì mọi người sẽ chết. Nhưng mà anh em chết thì mọi người sẽ sống. Amen. Amen. Có nghĩa là mỗi một chúng ta đều phải mang thập tự giá, cần phải chết với Chúa Giêsu, cần phải chết đời sống cũ, cần phải chết đời sống mới sắp đầy. Anh chị em đã được bắt tay ngàn nước rồi, có nghĩa là đồng chết đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giêsu con đường nữa rồi. Thì đừng để cái xác thịt chỗ vậy, đừng để cái xác thịt làm chủ cuộc đời của chúng ta, và chúng ta phải thật sự chết để người khác được sống. Amen. Mà chết rồi không phản ứng gì hết, giống như chiên con dẫn đấy hàng làm đầy như chiên con trước mặt kẻ bất lòng, Ngài không mở miệng, Ngài không cãi, Ngài không có bênh vực chính mình, Ngài không, không và không. Và Ngài thật sự đã chết để chúng ta được sống ngày hôm nay. Amen. Nên chúng ta cần phải chết để mọi người được sống. Amen. Và chúng ta cùng đứng đây để chúng ta cầu nguyện mọi người. Tôi tóm lại đây, Chúa Giêsu không hủy bỏ kinh luật, kinh tiên tri. Và Chúa Giêsu đến để hoàn thành kinh luật và kinh tiên tri. Và chúng ta nhìn thấy Ngài đã hoàn thành tất cả những lời tiên tri, những gì mà được phát đại chiến về Ngài.
Ngài hoàn thành, Ngài hoàn thành tất cả. Một chấm một nét không sai. Và Chúa dạy bảo chúng ta là không bớt mà giải được hết. Mà nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ nhỏ nhất trong nước thiên này. Mà nếu chúng ta hiểu biết rõ ràng đầy đủ và chúng ta giải cho được hết thì chúng ta sẽ là người lớn trong nước thiên này. Chúa muốn chúng ta trưởng thành hơn, lớn hơn. Và khi chúng ta hiểu được Chúa Giêsu đã chết, hoàn thành tất cả lời tiên tri và lời mà luật pháp đã ghi, có nghĩa là Ngài đã chết, đã đổi ra cho chúng ta, để mua chuộc chúng ta và công bố chúng ta là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái sự công chính này trỗi hơn sự công chính trong thời luật pháp, trỗi hơn người Pharisee và thầy thông gia, để chúng ta có thể vào thiên đàng. Và đã vào thiên đàng rồi, chúng ta hãy sống công chính như Chúa Giêsu đã sống. Nên mỗi một chúng ta hãy cùng, hãy cùng trước khi chúng ta nhập bánh và chén, hãy cùng xem chúng ta có thật sự biết biết điều gì. Xin Chúa giúp con, con tin rằng bởi Thánh Linh trợ giúp con sẽ làm được mọi sự. Không khó đâu với con, không có chuyện khó đâu với những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa. Không có điều gì khó cho Đức Chúa Trời cả. Ngài ở trong chúng ta và Ngài sẽ trợ giúp chúng ta để chúng ta có thể làm được mọi sự, để chúng ta trở thành người công chính của Đức Chúa Trời. Sống công chính cho Đức Chúa Trời là sống làm theo tất cả những gì Ngài đã phán dạy, làm theo tất cả những điều luật Ngài phán dạy. Chúa bảo chúng ta yêu thương, chúng ta hãy yêu thương, yêu kẻ thân mình, chúng ta yêu kẻ. Chúa bảo chúng ta tha thứ, chúng ta tha thứ. Chúa bảo chúng ta sẵn sàng từ bỏ, chúng ta hãy từ bỏ. Chính Chúa Giêsu đã từ bỏ. Và Phaolô đã nói trong Philip đoạn 2 từ câu 5: hãy có đồng tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Hãy có đồng tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Ngài tổ tình Đức Chúa Trời nhưng chẳng xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Có nghĩa là Ngài không nắm giữ cái địa vị của mình. Ngài hạ mình xuống và trở thành như một người. Ngài trở thành một người khiêm nhường, văn phục cho đến chết, thậm chí chết. Và lúc kia gọi chúng ta hãy có tâm tình đó. Hãy có tâm tình, hãy có tâm tình mà không nắm giữ, nhưng mà hạ mình xuống, kiên nhường, văn phục cho đến chết, để chúng ta có thể từ vựng và là hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu là con thì chúng ta sẽ nhận được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là chúng ta chịu khổ cùng Ngài thì chúng ta sẽ đồng hưởng vinh quang của Ngài. Hallelujah. Hãy chịu khổ với Chúa thì chúng ta sẽ đồng hưởng vinh quang của Ngài. Con cảm ơn Đức Thánh Linh, Ngài sức giàu cho lời của Ngài. Ngài làm cho lời của Ngài sống động, mà cho chúng con thấu hiểu sâu nhiệm về Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng con. Ngài đã đến không hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri, nhưng mà Ngài đến để hoàn thành một chấm một nét không sai, cho đến chừng nào mọi điều được thành tựu. Và trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã tuyên bố mọi sự được trọn, đã thành tựu của sự cứu rỗi. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại cho chúng con, để chúng con được sống ngày hôm nay, để chúng con trở thành con của Đức Chúa Trời, trở thành người công chính của Đức Chúa Trời. Thành lời ơi, Ngài đã đến trên mỗi một chúng con. Ngài đã đầy dẫy bên ngoài, Ngài đầy dẫy bên trong và lửa bên trên nữa. Ngài đã thánh hóa thân thể chúng con và cái thân thể ai chết được sống lại rồi, để chúng con trở thành đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời. Và chúng con cũng trở thành một lễ sống và thánh để lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải là của chúng con. Chúng con phải sống trong sự công chính của Đức Chúa Trời, phải sống trong sự công chính của Đức Chúa Trời và không sống bất chính nữa. Thế nên giúp đỡ chúng con, nhắc nhở chúng con, nhắc nhở hội thánh của Chúa, bởi vì thánh linh của Đức Chúa Trời đến để làm cho hội thánh của Chúa trở thành một con dâu trinh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Và chờ đón Chúa Giêsu trở lại, đó là chàng rể ở Chúa. Nếu chúng con bị ô uế thì chàng rể không thể nào
cho bước vào tiệc cưới được. Đây chúng con phải thánh khiết công chức, chúng con phải thức canh, và chúng con phải giống Chúa, phải giống Chúa. Và lời của Chúa nói những người không giống Chúa, ta không biết các ngươi là ai. Cũng có những người đã công bố rằng con đã nhân danh Chúa và trừ quỷ, con nhân danh Chúa và làm phép lạ, chữa lành bệnh tật. Nhưng mà Ngài nói rằng là ta không biết các người là ai. Hay là nam người nữ mà dạy đó, Chúa nói ta không biết các người là ai, bởi vì không thể giống Chúa được. Họ không giống Chúa, dù họ đã tin nhận Chúa, dù họ đã làm phép lạ, nhưng mà đời sống của họ không giống Chúa, không giống cái bản tính của Chúa, không giống cái sự tốt lành của Chúa. Và họ bị bỏ lại. Và có một số này quăng ra ngoài nơi khóc lóc và nghĩ rằng xin Chúa thương xót hội thánh. Ông tin rằng bởi thánh linh của Chúa lãnh đạo hội thánh của Chúa, thì Ngài sẽ làm cho hội thánh trinh khiết, Ngài sẽ làm cho hội thánh trưởng thành, thiệt nhất, không phép, không nhan, không chi, giống như vậy. Mà thánh linh không cho trách được trước mặt Ngài. Thôi mình ơi, ngay bây giờ Ngài thánh hóa, Ngài thánh hóa tất cả những gì hay chết trong hội thánh của Chúa trên mỗi một đời sống. Thánh hóa ngay bây giờ, huyết của Chúa Jesus rửa sạch tất cả những công việc chết trên đời sống của chúng con. Đây là sự nhân từ của Ngài. Ngài là nhân từ thương xót, cảm nhận và giàu ơn thay đổi ý sự tại Ngài. Thánh hóa, Ngài tái thân để chúng con thật sự là người thánh của Đức Chúa Trời, không trong sự công chính thánh khiết của Chúa. Chúng con không để bị ô nhơ nữa. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi chúng con, những yếu đuối của chúng con, và giúp sức cho chúng con để chúng con sống giống như Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.